Thưa các anh chị, cái tuần vừa rồi tôi đi vắng về đến nhà thì thấy quá trời là thắc mắc này, nhiều lắm. Thế cho nên xin dành toàn thời gian buổi tối hôm nay để chia sẻ với các anh chị về những thắc mắc các anh chị đã gửi tới. Những thắc mắc này rất tốt. Tốt là bởi vì nhiều khi tôi là người giảng bài, có thể tôi đứng từ quan điểm của cá nhân tôi nghĩ là phải trình bày cho các anh chị điều này, điều kia. Nhưng khi các anh chị thắc mắc á, là các anh chị đứng từ phía của người nghe và của người học, nêu ra những vấn đề mà mình cảm thấy là mình chưa có được giải đáp thỏa đáng. Thành thử ra những thắc mắc như thế là rất tốt, có dịp để cho tôi trình bày vấn đề nó rõ hơn. Thành thử ra xin cảm ơn những người gửi thắc mắc, và cũng có ý nói là các anh chị đừng có ngần ngại gì khi mà mình có bất cứ một thắc mắc nào liên quan đến giáo lý, ta có thể nêu lên, tôi giúp được điều gì rất là sẵn sàng để trả lời. Thế thì có khá nhiều thắc mắc nó liên quan đến sách Sáng Thế từ chương 1 đến chương 11. Ví dụ như là chúng con không hiểu sao Chúa nhận lễ vật của Abel mà lại từ chối của lễ của Cain để anh em phải giết nhau. Điều này làm chúng con liên tưởng đến chuyện con thương con ghét ở đời này. Cha mẹ không công bằng. Thế là Chúa không có công bằng. Trong cuốn Thánh Kinh 100 tuần thì chúng con đọc được rằng bởi vì Abel dâng lên Chúa hoa quả đầu mùa, còn Cain chỉ dâng lên Chúa những gì còn sót lại vào cuối mùa. Nhưng chúng con không tin rằng Chúa lại phán xét qua những lễ vật đời thường như vậy. Xin cha giải thích thêm. Rồi cũng tương tự như vậy, một anh chị em khác gửi thắc mắc là ở trong đoạn Sáng Thế 4:11-16, sau khi Cain phạm tội giết Abel là em mình thì Chúa không phạt Cain phải chết và còn bảo vệ Cain bằng cách ghi dấu lên Cain để không ai có thể giết Cain. Vậy thưa cha, điều này thì Chúa muốn dạy gì và nhắc nhớ điều gì? Có phải Chúa muốn ghi dấu để nhắc nhớ tội lỗi Cain đã phạm và Cain phải chịu ray rứt lương tâm cả đời không? Vì Kinh Thánh miêu tả Cain phải sống lang thang phiêu bạt trên mặt đất. Thưa cha, đó có phải là giá phải trả cho tội lỗi không? Vì Cain phải sống như thể sống không bằng chết. Sao Chúa không ban cho Cain một cái chết nhẹ nhàng hơn là bắt sống trong hối hận như thế? Thắc mắc không dễ trả lời. Tôi lại không phải là Chúa mới chết. Rồi cũng tương tự như vậy, một anh chị em khác nói rằng tại sao lễ vật của Cain dâng lên thì Đức Chúa không hài lòng cho bằng lễ vật của Abel. Và tương tự như vậy, một thắc mắc khác, tại sao có sự giữ cái ác, cái xấu, những gì đối nghịch với Thiên Chúa là chân thiện mỹ? Ngay từ đầu Thiên Chúa tạo dựng mọi sự đều tốt lành, Chúa thấy mọi sự đều tốt, thế thì cái xấu nó ở đâu mà ra? Con rắn nó ở đâu mà ra? Khó lắm. Rồi tiếp theo một anh chị em khác này, ở sách Sáng Thế chương 4 câu 1 có cái câu là ông Cain ăn ở với vợ. Thưa cha, con hiểu là vào lúc bấy giờ ở trên trái đất chỉ mới có gia đình ông Adam và bà Eva. Vậy thì vợ của ông Cain là con nhà ai? Có phải Chúa lại lấy từ sườn của ông Cain để tạo dựng ra một người đàn bà nữa không? Đấy. Những thắc mắc Ở trong Sáng Thế từ chương 1 cho đến chương 11 khá nhiều. Thế thì để giải đáp cho những thắc mắc này, trước hết tôi xin các anh chị nhớ lại dùm một vài điều mà tôi đã nói. Có thể coi đây là một vài nguyên tắc căn bản để giúp cho chúng ta có thể giải đáp được những thắc mắc này. Cái điểm đầu tiên á, tôi đã nói với các anh chị là 11 chương đầu của sách Sáng Thế bàn về những vấn đề vượt trên thời gian. Ví dụ như là nguồn gốc của loài người. Lúc bấy giờ đã có ai có mặt trên trái đất này để mô tả cho nó rõ ràng là Chúa tạo dựng người ta làm sao? Nó vượt trên thời gian. Chính vì thế, chúng ta không nên đọc 11 chương đầu sách Sáng Thế bằng cái nhìn lịch sử như ta vẫn hiểu ngày hôm nay. Tôi đã nói với các anh chị, cái nhìn lịch sử như mình hiểu ngày hôm nay, chẳng hạn như là ngày 30 tháng 4 năm 1975, lúc 10 giờ sáng xảy ra biến cố này, phải không? Thế là cái cách mình thường hiểu về lịch sử ngày hôm nay. Thế nếu mình lấy cái nhìn lịch sử như thế để ta đọc sách Sáng Thế, và ta cũng nghĩ y chang như thế, vào ngày đó, giờ đó, Chúa lấy đất, nắn hình người, thổi hơi vào lỗ mũi, thành ông A Dòng. Nếu mình hiểu như thế thì khá là nguy hiểm. Những vấn đề vượt trên thời gian, mình đừng có vin vào những chi tiết lịch sử đó, mà điều quan trọng là làm sao? Điều quan trọng là ta phải tìm ra ý nghĩa tôn giáo. Ý nghĩa tôn giáo mà tác giả muốn trình bày qua câu chuyện đó, qua trình thuật đó. Chứ đừng vin vào những chi tiết về lịch sử. Đây là tôi nói đến 11 chương đầu của sách Sáng Thế. Rồi một điểm nữa tôi đã từng nói với các anh chị, là từ trước đến nay ta cứ tưởng tượng rằng chỉ có một tác giả viết từ đầu cho đến cuối cuốn sách Sáng Thế, đúng không? Nhưng khi ta học Thánh Kinh, ta nghiên cứu Thánh Kinh, thì thấy không phải là một tác giả mà có tới mấy nguồn văn, 4 nguồn văn cơ mà. Ngay ở trong 2 chương đầu của sách Sáng Thế nói về công trình tạo dựng thì đã thấy 2 nguồn văn khác nhau, và tôi đã chỉ cho các anh chị rồi, nhớ không? Có tới 4 nguồn văn đan xen vào nhau để viết bộ Thánh Kinh. Chính vì thế mà nó có đoạn này như thế này, phần sau xem ra lại hơi khác, bởi vì những nguồn văn nó đan xen, nó chen lẫn vào nhau. Mình đã tìm hiểu điều đó rồi, tôi chỉ nhắc lại thôi, coi như là một vài cơ sở căn bản, để rồi từ đó có thể giải thích cho các anh chị một phần những thắc mắc mà ta thấy đã nêu lên. Chẳng hạn như vấn đề Cain giết Abel. Tại làm sao mà Chúa nhận lễ vật của Abel mà Chúa lại không nhận lễ vật của Cain? Lúc nãy có một anh chị gửi thắc mắc nói rằng là bởi vì, không phải là anh chị đó nói, nhưng mà là cách giải thích á, cho rằng là Abel đã dâng lên Chúa của lễ đầu mùa, còn Cain thì dâng cho Chúa cái gì mà còn sót lại, cho nên Chúa không vui lòng. Đấy là một cách giải thích. Nhưng mà trong Thánh Kinh có chỗ nào nói đến cái chuyện đó không? Không. Mở thử đoạn 4 câu 4 xem nói làm sao. Đoạn 4 câu 4 thì chỉ nói là Abel cũng dâng những con đầu lòng của bầy chiên cùng với mỡ của chúng. Đức Chúa đói nhìn đến Abel và lễ vật của ông, nhưng Cain và lễ vật của ông thì người không đói nhìn. Và chúng ta không hiểu được lý do tại làm sao Chúa lại nhận lễ vật của Abel mà Chúa không nhận lễ vật của Cain. Rất có thể ở đây muốn nhấn mạnh đến sự chọn lựa hoàn toàn tự do của Thiên Chúa. Ngài không lệ thuộc vào bất cứ điều gì của chúng ta cả. Cho nên ở những chương sau chẳng hạn, các anh chị đọc sách Sáng Thế thì lại thấy hai anh em Jacob và Esau. Ai là con cả? Esau chứ. Nhưng mà cuối cùng thì ai là người nối nghiệp của cha? Là Jacob. Sự chọn lựa của Thiên Chúa hoàn toàn tự do. Ngài không tùy thuộc vào khả năng của con người. Ngài không tùy thuộc vào bất cứ điều kiện nào của con người. Có thể là người ta nhấn mạnh như vậy. Đây là tôi nói có thể thôi. Trong thực tế, các nhà chú giải Kinh Thánh ngày nay đưa ra một vài giả thuyết để cắt nghĩa cái sự kiện này. Giả thuyết thứ nhất cho rằng có sự đấu tranh giữa hai lối sống nông nghiệp và du mục. Ai đại diện cho nông nghiệp? Đọc ở trong Thánh Kinh này. Cain. Ai đại diện cho du mục? Abel. Có sự tranh chấp giữa hai lối sống. Một bên là lối sống du mục quen thuộc, và một bên là lối sống nông nghiệp. Và cái câu chuyện này diễn tả cái sự tranh chấp giữa hai lối sống đó. Đây là một giả thuyết. Một giả thuyết thứ hai người ta cũng đưa ra, đó là câu chuyện này nhằm giải thích nguồn gốc của một dân. Ở trong phiên âm của tiếng Anh, họ viết là Kenite. Cái dân tộc này là một dân nó sống tách rời những dân khác. Và có một điều rất lạ là trên trán của họ đó đều khắc những cái hình xăm đó. Nhưng mà không có xăm ở trên tay, mà là xăm ở trên trán. Và một số nhà chú giải nghĩ rằng câu chuyện này với hình ảnh là Cain được Chúa ghi dấu. Được Chúa ghi dấu. Thì câu chuyện này là cách diễn tả nguồn gốc của cái dân Kenai. Những câu chuyện và những truyền thuyết như thế có thể được tác giả Thánh Kinh vận dụng. Nhưng điều quan trọng tôi nghĩ đó là cái ý hướng của câu chuyện này nằm ở trong toàn bộ văn mạch của những chương đầu sách Sáng Thế, là muốn nói điều này, muốn nói đến cái ý nghĩa tôn giáo, tức là sự xấu đã xâm nhập vào trong thế giới, tội lỗi đã xâm nhập vào trong tâm hồn con người, và lòng con người ta càng ngày càng nghiêng chiều về điều ác, giận dữ, đố kỵ, ghen ghét. Nếu ta đọc ở trong chương 4 đó, thì các anh chị sẽ bắt gặp cái câu mà Chúa nói với Cain thế này: tại sao ngươi giận dữ? Nếu ngươi hành động tốt thì có phải là ngươi sẽ ngẩng mặt lên không? Nếu ngươi hành động không tốt thì tội lỗi đang nằm phục ở cửa, nó thèm muốn ngươi, nhưng ngươi phải chế ngự nó. Con người phải chế ngự tội lỗi. Cho nên tôi nghĩ rằng ở trong toàn bộ văn mạch của 11 chương đầu sách Sáng Thế, thì cái ý hướng chính của câu chuyện này là cho mình thấy hậu quả của tội lỗi. Cái ác đó, cái xấu đó đã thâm nhập trần gian và thâm nhập trái tim con người. Điều chính là ở đó, chứ không phải là ở cái chuyện là tại sao mà Chúa nhận lễ vật người này mà không nhận lễ vật người kia. Tiếp theo là như chúng ta đã nghe, một thắc mắc nữa liên quan đến Cain là ông ấy lấy vợ, thì bà này ở đâu mà ra? Bây giờ các anh chị làm ơn mở dùm tôi sách Sáng Thế ra coi. Ở chương 4 đó, câu chuyện Cain, chương 4 câu 14. Bắt đầu từ câu 13 là câu trả lời của Cain thưa với Chúa: hình phạt dành cho con quá nặng, không thể mang nổi. Rồi câu 14 thì ông ấy nói tiếp làm sao: đây hôm nay Ngài xua đuổi con khỏi mặt đất, con sẽ phải trốn tránh để khỏi giáp mặt Ngài, sẽ phải lang thang phiêu bạt trên mặt đất, và bất cứ ai gặp con sẽ giết con. Bất cứ ai gặp con sẽ giết con. Như vậy lúc bây giờ trên trái đất là chỉ có mỗi Cain với Abel, hay là có nhiều người? Có nhiều chứ. Cho nên lấy vợ cũng đâu khó đâu. Có nhiều người rồi. Chứ không phải lúc bây giờ chỉ có mỗi Cain đâu. Câu 14 này. Nhưng mà tôi biết các anh chị gặp khó khăn là vì thế này. Mở lại cũng ở chương 4, nhưng mà câu 1 đó. Con người ăn ở với Eva vợ mình, bà thụ thai và sinh ra Cain. Bà nói: nhờ Đức Chúa tôi đã được một người. Cái khó của chúng ta là chỗ đó, là ta tưởng tượng theo đúng cái nhìn lịch sử như bây giờ vậy, là Adam Eva này, xong rồi sinh ra Cain và Abel. Không thể nói sinh ra đứa con gái nào, bây giờ lấy đâu đâu mà có vợ. Đấy, cái khó của mình là chỗ đấy, là mình cứ khư mình giữ cái nhìn lịch sử như ngày hôm nay vậy, để mình đọc 11 chương đầu sách Sáng Thế. Đang khi đó ở câu 14 thì cho thấy là đã có nhiều dân tộc rồi. Thành thử ra tôi mới muốn nhấn mạnh là ta phải đi tìm cái ý nghĩa tôn giáo ở bên trong. Đi tìm cái ý nghĩa tôn giáo, chứ đừng bám vào một vài chi tiết lịch sử. Ở trong 11 chương đầu của sách Sáng Thế, mình sẽ bế tắc. Tác giả Thánh Kinh không có bận tâm về những băn khoăn và thắc mắc của chúng ta tương tự như vậy ngày hôm nay. Nhưng mà tác giả Thánh Kinh chỉ mượn những câu chuyện để đưa vào một ý nghĩa tôn giáo, mà nhiều khi mình lại không quan tâm. Rồi tiếp một thắc mắc khác: sự ác ở đâu mà ra? Chúa dựng mọi sự tốt lành, thế thì sự ác ở đâu mà ra? Nếu mà trả lời con rắn đó, thì người viết thắc mắc lại bảo con rắn ở đâu mà ra? Ở đây có hai điểm tôi muốn chia sẻ với các anh chị. Thứ nhất đó, là một cái nhìn nó mang tính tiến hóa về công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Đây không phải là quan điểm của riêng tôi, mà là quan điểm của giáo hội Công giáo ngày hôm nay. Nếu chúng ta đọc sách giáo lý Hội Thánh Công giáo thì cũng thấy trình bày cái nhìn như thế này. Có nghĩa là Chúa không tạo dựng mọi sự ở mức độ toàn hảo ngay từ đầu. Nhưng Chúa tạo dựng thế giới này ở trong một tiến trình để mỗi một ngày nó tiến đến sự toàn hảo. Nó đang ở trong cái tiến trình đi tới sự hoàn hảo. Và chính vì thế mà Chúa mời gọi con người chúng ta cộng tác với Chúa để làm cho thế giới này mỗi một ngày trở nên tốt đẹp hơn. Mình được cộng tác với Đấng sáng tạo để xây dựng cái thế giới này mỗi một ngày một tốt đẹp hơn. Một cái nhìn nó mang tính tiến hóa. Và điểm thứ hai, xin đừng quên là Thiên Chúa tạo dựng con người. Thì một trong những phẩm chất cao quý nhất của con người là tự do. Tự do có nghĩa là tôi có quyền chọn lựa điều tôi cho là tốt, điều tôi cho là đúng. Tôi có quyền tự do chọn lựa. Nếu mà chúng ta không có tự do thì đâu còn là con người nữa. Mình có tự do chọn lựa thì mình mới là con người. Nhưng mà đồng thời khi ta có quyền tự do chọn lựa thì nó sẽ có một nguy hiểm là mình có thể chọn điều tốt mà cũng có thể chọn điều xấu. Kinh nghiệm bản thân cho mình thấy rõ như vậy. Và trong thực tế thì con người nguyên tổ đã chọn điều xấu thay vì điều tốt. Đã chọn lời dụ dỗ của con rắn biểu tượng cho cái ác đó thay vì chọn lời của Thiên Chúa. Thế nếu mà chúng ta nắm hai điểm này thì mình sẽ thấy là câu hỏi bảo sự ác ở đâu mà ra có thể trả lời được thôi. Là bởi vì mình có tự do mà. Và mình nhân danh tự do của mình để mình chọn lựa điều xấu. Nếu các anh chị hỏi tôi rằng nếu thế thì Đức Chúa đừng ban tự do nữa, cứ cho mình sống ở trong thiên đàng thế là tốt rồi. Nhưng nếu vậy thì không biết mình có phải là con người theo hình ảnh của Chúa nữa không? Thấy không? Mình có còn là hình ảnh của Thiên Chúa nữa không khi mà mình không có tự do, mình chỉ hành động theo bản năng thôi? Xin lỗi thì mình có hơn gì các loài vật khác không? Cho nên một đằng Chúa ban cho mình phẩm chất rất cao quý là tự do. Và một đằng khác cái mối nguy hiểm là ta đã nhân danh tự do để chọn lựa những gì ở ngoài thánh ý Thiên Chúa. Mà mình cứ tưởng là tốt nhưng hóa ra nó dẫn đến cái kết quả hết sức là bi thảm. Đấy là một số thắc mắc nó liên quan đến 11 chương đầu của sách Sáng Thế. Ngoài ra đó, các anh chị còn gửi tôi những thắc mắc khác nữa cơ. Có lẽ là ở trong phần mà các anh chị đọc khi tôi đi vắng. Đặc biệt là liên quan đến cái chuyện loạn luân của ông Lot. Nhiều người thắc mắc lắm. Thưa cha, con có thắc mắc về câu chuyện của ông Lot. Hai đứa con gái ông Lot khi ăn ở với ông, có phải là hai đứa con Thiên Chúa ban cho ông vì ông đã đối xử tốt với sứ thần Chúa, hay là lúc bây giờ chưa có luật về sự loạn luân, hay vì đó là hai dân đố kỵ với dân Israel nên những thánh sử Do Thái viết về nguồn gốc của hai dân một cách không trong sạch? Rồi đồng thời thêm câu hỏi nữa là cái hội thánh và giáo hội thì có điểm gì giống nhau với lại khác nhau, hay chỉ là một? Và nhiều câu hỏi tương tự. Ở cuối đoạn 19 câu 31 đến 37 con bị sốc lắm. Nếu như người ngoài công giáo họ hỏi thì phải trả lời ra làm sao? Bởi vì hai cô con gái ông Lot đều ở với cha ruột. Theo thời bây giờ là loạn luân. Thì rõ là loạn luân rồi. Nhưng mà bây giờ giải thích làm sao? Rồi cũng một thắc mắc tương tự. Nguồn gốc của người Moab và người Amon, hai cô con gái đã ở với cha mình là ông Lot. Như vậy trong thời đó có loạn luân hay không? Đấy, những thắc mắc của các anh chị nó tập trung vào cái chuyện của ông Lot. Mà quả thật là chúng ta thấy bị xúc phạm lắm. Thánh Kinh có nghĩa là sách thánh cơ mà. Mà mở sách thánh ra lại đọc tin những cái chuyện vậy thì chết rồi. Đọc xong câu chuyện này lại tuyên bố là đó là lời Chúa. Có lẽ người lại bảo là lời Chúa dạy thế nào thì con sẽ làm y vậy thôi. Thế thì chết. Cho nên các anh chị gửi thắc mắc như thế này là rất đúng thôi. Để cho nó rõ ràng hơn. Tôi cũng không nghĩ là tôi nắm vấn đề rõ lắm đâu. Nhưng mà có dịp phải đọc sách thêm rồi nghiên cứu thêm một chút thì chia sẻ với các anh chị thôi. Nếu các anh chị mở sách Sáng Thế ở chương 19, tức là nói về câu chuyện chúng ta đang thắc mắc đó, là vấn đề loạn luân của ông Lot. Chương 19 ở câu 30 cho đến câu 38. Nếu mà mở phần đó thì sẽ thấy tựa đề là gì? Nguồn gốc người Moab và người Amon. Cho nên điều mà câu chuyện này muốn diễn tả đó là nguồn gốc. Nguồn gốc của hai dân tộc. Một dân có tên là Moab, một dân có tên là Amon. Và câu chuyện này muốn nhấn mạnh hai điều. Điều thứ nhất đó, là giữa dân tộc Israel và hai dân tộc này, Moab và Amon, có mối liên hệ với nhau không? Có không? Có chứ. Bởi vì ông Lot có liên hệ gì với tổ phụ Abraham? Ông là cháu. Mà tổ phụ Abraham là tổ phụ của dân Israel. Cho nên giữa dân Israel và dân Moab với Amon đó có liên hệ với nhau. Đó là điểm thứ nhất. Nhưng điểm thứ hai, qua câu chuyện mà có vẻ loạn luân này, người ta muốn nhấn mạnh đó là dù có liên hệ với nhau như thế thì Israel này đây này chiếm ưu thế. Còn dân Moab và Amon này không bao giờ được nhìn nhận là thành viên của cộng đoàn dân riêng của Chúa. Có liên hệ nhưng mà đồng thời có sự khác biệt. Cái này để cho nó rõ nữa. Chịu khó mở sách Đệ Nhị Luật ra mà coi. Chương 23 câu 4. Ta sẽ gặp câu này. Người Amon và người Moab không được vào đại hội của Đức Chúa, cả đến đời thứ 10 chúng cũng không được vào đại hội của Đức Chúa và mãi mãi như vậy. Thấy không? Không được vào đại hội của Đức Chúa. Cho nên điều mà câu chuyện này muốn diễn tả nó không phải là cái vấn đề loạn luân, mà người ta muốn nói đến nguồn gốc của hai dân tộc Moab và Amon. So sánh với dân Israel, một đàn hai dân đó có mối liên hệ với Israel. Nhưng mà một đàn khác đó thì hai dân đó không được kể là dân riêng của Chúa. Israel chiếm ưu thế. Cho nên đôi khi ta đọc Thánh Kinh nó khó là ở chỗ đấy. Rồi một thắc mắc khác nữa. Sách Sáng Thế chương 9. Từ câu 3 đến câu 6 thì Thiên Chúa sau lụt hồng thủy đó nói với Noe làm sao? Mọi loài di động và có sự sống sẽ là lương thực cho các ngươi. Ta ban cho các ngươi tất cả những thứ đó, cũng như đã ban cỏ xanh tươi. Tuy nhiên các ngươi không được ăn thịt với mạng sống của nó, tức là máu. Không được ăn thịt với mạng sống của nó, tức là máu. Có người thắc mắc xin giải thích dùm cái chỗ đó. Trước lụt hồng thủy đó, Như ta đọc ở trong Thánh Kinh đó, thì Chúa cho con người ta ăn gì? Lúc ấy có ăn thịt không? Không có. Ăn gì? Ăn trái cây không? Bây giờ sau lụt hồng thủy thì Chúa cho ăn thịt. Thế nhưng mà kiêng máu, kiêng tiết, kiêng huyết. Bởi vì theo quan niệm thời bấy giờ, máu là nguyên ủy của sự sống. Mất máu là mất sự sống. Và vì vậy ở trong dân Do Thái, các anh chị còn nhớ cho đến thời của các thánh tông đồ, trong sách Công vụ còn kể lại là lúc xảy ra cuộc tranh cãi là những người ngoại bây giờ muốn xin vào đạo Kitô, họ chịu phép rửa tội, thì có một số người đòi là họ phải chịu phép cắt bì, phải không? Lúc bấy giờ vấn đề được đưa lên Jerusalem cho các tông đồ giải quyết, và cuối cùng Thánh Phêrô đại diện giải quyết làm sao? Người ta không phải chịu phép cắt bì nữa, người ta chịu phép rửa tội thôi, nhưng mà phải giữ thêm một số điều, trong đó có cái điều gì? Không được ăn máu, không được ăn huyết. Nếu mà muốn coi cho nó rõ đó, lấy Công vụ chương 15 câu 29. Thánh thần và chúng tôi đã quyết định không đặt lên vai anh em một gánh nặng nào khác ngoài những điều cần thiết này, là kiêng ăn đồ đã cúng cho ngẫu tượng này, kiêng ăn tiết này, ăn thịt loài vật không cắt tiết, và tránh gian dâm. Anh em cẩn thận tránh những điều đó là tốt rồi. Chúc anh em an mạnh. Cho nên ngày nay thì ta cứ tiết canh thoải mái thôi. Nhưng mà ngày xưa đấy, tôi cố ý lấy cả sách Công vụ tông đồ để các anh chị thấy nó có cái mối liên hệ như thế nào. Nói có sách mạch có chứng. Chúng ta hiểu cái câu Thánh Kinh ở trong sách Sáng Thế nó rõ hơn. Ngoài ra, một số thắc mắc khác đại khái là thế này: Hội thánh và giáo hội có phải là một? Thưa, chỉ là một thôi. Cái cách dùng từ của mỗi người khác nhau thôi. Tất cả đều là chúng ta dịch cái từ tiếng Latin, Ecclesia ở trong tiếng Latin. Cái nghĩa căn bản đó là tập hợp, là quy tụ. Khi dịch sang tiếng Việt, có người dịch là giáo hội, có người dịch là hội thánh. Dịch là giáo hội, theo như tôi được nghe, có một vị cắt nghĩa là muốn nhấn mạnh đến tính cộng đoàn. Còn dịch là hội thánh đó, nó có thêm từ thánh. Cái hội này là hội thánh, mà thánh ở trong Thánh Kinh có nghĩa là thuộc về Chúa là Đấng Thánh. Hội thánh là như vậy. Cho nên hội thánh hay là giáo hội thì cũng thế thôi, chỉ là cách dịch khác nhau. Rồi có hai thắc mắc liên quan đến cái gọi là phong trào hiện xuống. Trước hết là có một lá thư dài lắm, ký tên là lẩm cẩm. Ký tên là lẩm cẩm, nhưng thực sự lá thư rất đáng quý, bởi vì đưa ra những nhận định cụ thể mà sâu sắc về cái phong trào hiện xuống này, cũng như là những đóng góp ý kiến cho phía giáo hội Công giáo. Và người viết có nói với tôi là chỉ muốn chia sẻ vậy thôi, chứ không có ý gì khác. Xin cảm ơn cái lá thư rất là dài. Và kèm theo đó thì có một anh chị khác thắc mắc là thế thì cái phong trào hiện xuống này đó có phải là tin lành không? Xin thưa là khởi điểm của phong trào này thì là do một nhóm anh em tin lành. Anh chị em biết là mình người Việt Nam sống ở Mỹ đó, thì rất đông sống ở cái vùng California, phải không? ta vẫn cứ gọi tắt là Cali. Thế thì ở vùng California này nó có cái thành phố nổi tiếng là Los Angeles, thành phố thiên thần đấy. Các bạn trẻ mà nghe nói đến Hollywood thì chắc là nhận ra ngay, thì Hollywood nó nằm ở đây. Thế thì khởi điểm của phong trào hiện xuống đó là do một nhóm anh em tin lành ở Los Angeles này. Nhưng mà khi phong trào đó càng ngày càng phát triển mạnh ra thì họ coi như là biệt lập hoàn toàn. Chính ngày hôm nay chính họ cũng không nhận họ là tin lành. Họ biệt lập hoàn toàn. Và người viết cho tôi thắc mắc rằng nếu đã gọi là phong trào thì sớm muộn thì nó cũng tan. Thực sự ra cái từ phong trào đó là cách dịch ở trong tiếng Việt thôi. Chứ còn nguyên ngữ tiếng Anh của người ta nó đâu có phong trào ở trong đó. Cái gốc từ Pentecost này nó có nghĩa là ngũ tuần. Cái ngày lễ ngũ tuần là ngày mà Chúa Thánh Thần hiện xuống trên các môn đệ. Cho nên chúng ta mới dịch thành là lễ hiện xuống. Lễ hiện xuống. Và từ đó mình dịch cái từ này là phong trào hiện xuống. Mình dịch là phong trào thôi. Chứ còn gốc từ nó không hàm cái nghĩa là phong trào. Mà ism ở đây đó, tiếng Việt Nam gọi là tiếp vĩ ngữ. Thì cái tiếp vĩ ngữ ism này nó thường dùng để chỉ những ý thức hệ, chẳng hạn như là Marxism, chủ nghĩa Marx chẳng hạn, hay là Communism, chủ nghĩa cộng sản chẳng hạn, hay là Existentialism, chủ nghĩa hiện sinh chẳng hạn. Cái ism đó nó nói về một ý thức hệ hơn là một phong trào. Nhưng mà mình dịch ra tiếng Việt quen vậy thôi. Thì ngày hôm nay họ coi như là họ biệt lập khỏi tin lành, chứ không phải là họ là thành phần của tin lành. Và một câu hỏi cuối cùng, xem ra có vẻ nó không có liên hệ thánh kinh tí nào, nhưng mà nếu mà tôi không giải đáp thì sợ lại thắc mắc là không biết cha có đọc hay không. Nó không có liên hệ với thánh kinh là bởi vì người gửi thắc mắc viết như thế này: dựa vào luật hồng thủy. Tôi cũng không hiểu luật hồng thủy ở đây nó liên quan làm sao. Nếu một cô gái mà lỡ yêu một linh mục thì có tội không? Mà nếu có tội thì phải như thế nào? Cha chỉ dẫn cho. Chỉ có phía người nữ đó yêu, nhưng chỉ cầu nguyện cho linh mục khỏe mạnh và hoàn thành sứ mệnh của Chúa giao phó cho thôi, thì có tội không? Chuyện nó khá là tế nhị. Tôi nghĩ thế này. Thực sự ra thì có ai cấm ai được? Có ai cấm ai được đâu. Chuyện đó là chuyện của tâm hồn mà. Nó là chuyện của trái tim thì có ai cấm ai được đâu. Có điều là chúng ta sống không chỉ với trái tim mà Chúa còn ban cho mình có lý trí nữa. Và vì thế mình nhận biết đâu là những giới hạn mà mình phải trân trọng, đúng không? Chẳng hạn như là một người đàn ông đã có gia đình rồi, đấy là một giới hạn. Linh mục cũng vậy thôi. Ta không có gia đình riêng, nhưng mà người ta đã tự nguyện hiến cuộc đời của mình cho Chúa, cho hội thánh, cho nước trời. Đấy là một cái giới hạn mà mình phải trân trọng. Thế cho nên nếu bảo rằng là mình có tình cảm với một linh mục nào đấy mà chỉ có ăn chay cầu nguyện để xin cho Ngài sống đạo đức tốt lành, làm việc Chúa cho tốt thì cũng tốt thôi. Nhưng mà cái điều đáng ngại nó là cái chỗ này. Mình đâu phải là thiên thần đâu. Chúng ta không phải là thiên thần, chúng ta là con người Chúa ban cho có hồn, có xác, là một tinh thần nhưng lại là tinh thần nhập thể trong một thân xác. Và vì thế đó, nếu mà mình không cẩn trọng thì cái ranh giới đó nó rất dễ bị vi phạm. Rất dễ bị vi phạm. Có một linh mục mà trước khi làm linh mục đã là một nhà phân tâm học. Ông phân biệt hai điều này. Mà ở đây bắt buộc tôi đành phải viết bằng tiếng Pháp. Các anh chị thông cảm. Nó rất là tinh tế. Ông phân biệt cái gọi là relation sexuelle và relation sexuelle. Cái mà gọi là relation sexuelle có nghĩa là cái quan hệ tình dục. Đấy. Còn cái relation sexuelle này là quan hệ giới tính. Thế thì ông phân biệt rằng một linh mục đó, không có ai cấm linh mục có cái quan hệ với một người phụ nữ. Một quan hệ lành mạnh, con người với con người. Chưa kể là nhìn nơi đó hình ảnh của con cái Chúa. Nhưng mà sexual thì không được. Bởi vì linh mục đã có lời khấn độc thân. Dứt khoát là như thế. Cái sự phân biệt này rất tốt trên bình diện ý thức. Nhưng trong thực tế đó thì cái ranh giới vô cùng mập mờ. Vô cùng mập mờ. Bởi vì chúng ta không phải là thiên thần mà là con người. Cho nên tốt hơn hết là phải biết giữ cái giới hạn. Linh mục tự giữ và các anh chị giữ dùm. Ê, không biết là tôi chia sẻ, tôi giải thích như thế thì lớp có bằng lòng hay không, nhưng mà đấy là ý kiến của tôi. Thế tuần tới nhá, tuần tới ta đọc sách Sáng Thế ở chương nào? Chúng ta nhất trí với nhau là tuần tới ta sẽ đọc và chia sẻ sách Sáng Thế từ chương 25 câu 19 cho đến chương 36. Thôi xin mời.